Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV trong phần chơi Minecraft Sky Factory 1 cùng với Fashionista Ý Thiên Cha. Và Ý Thiên Con thì đã mất tiêu rồi đúng không? Tại vì Ý Thiên Con đang trốn dưới cái nón rồi, đang đổi nón xanh nữa các bạn. Rồi trong tập trước thì Fashionista xuất hiện phối đồ sùm này nọ luôn. Và cái nhìn bộ đồ này không biết là cái kiểu mà thời trang gì nữa hay là cái style gì nữa. Ta có thể tắt cái bộ đồ này đi được nha, tắt hết đi. Và Ý Thiên Con xuất hiện. Hay quá, Ý Thiên Con đã xuất hiện rồi đó. Đôi dép thì để được, nhìn nó lòi đầu con mèo ra nó cũng vui vui ha. Còn ở phía trên thì chúng ta sẽ không có cần phải chỉnh gì nữa hết, cắt bớt những cái phía trên thôi. Và chủ yếu là để Ý Thiên Con xuất hiện cùng với cặp mắt lòi vô cùng lôi cuốn hấp dẫn. Nhìn vô hả là sẽ bị thu hút bởi một ánh nhìn của anh ấy. Thấy mắt bự ghê chưa, quá dữ luôn á. Và trong tập trước thì chúng ta cũng có được hết những cái món đồ của bản mod Artifact. Bây giờ có rất là nhiều đồ xịn sò luôn ha, rất là thoải mái. Giờ ta sẽ cần phải chạy qua bên này, mở bên đây lên. Mình sẽ chế tạo đồ của Aref Tool một cái. Ta sẽ cần cái Builder. Builder đâu? Builder đây, công thức của Builder. Ấm vô còn thiếu gì? Còn thiếu vàng nhỏ. Vàng nhỏ đây. Rồi để tắt cái này đi cho nó không có kết nối với lại bên JEI nữa. Tại chưa cần thiết. Aref Tool. Thì bây giờ đối với mình khoáng sản á, nó cũng không có quá khó khăn. Ta có rất là nhiều cách. Một á, là nghiền khoáng sản. Hai là đi trồng khoáng sản. Cái thứ ba á, là đi đào khoáng sản. Đào ở bên Deep Dark á, ở bên thế giới đá bên kia kìa. Rồi cái thứ tư là cái gì? Có không? Cái thứ tư có cách nào để kiếm thêm khoáng sản không? Có luôn. Nhưng mà cách đó thì nó sẽ lại mất tiền nữa. Thì còn cái đó là cái gì thì từ chúng ta tính ha. Chúng ta sẽ cần phải có cái đồ của Aref Tool trước đi. Aref Tool, cái khung trước. Machine Frame làm 3 cái. Mình sẽ cần phải có cái Machine Infuser. Ta sẽ cần phải có Dimensional Shack. Dimensional Shack. Đây, một đống. Cái này là ở bên The End nha. Bên The End có looting không? Không có looting này. Mình không có cây cuốc chim looting nào hết. Cây này là cây fortune. Như vậy chúng ta sẽ cần phải có một cây looting để được may mắn. Và một cây mới không khó khăn gì hết. Hoàn toàn không khó khăn. Rồi, như vậy là phải làm. Tại vì không làm á, đập cái cục này ra ta sẽ không có được nhiều ha. Đập cái này ra. Kiểm tra một cái. Trong này không còn sắt nữa. Lấy mớ sắt bỏ vô chổng. Nấu lên. Và trong đây thì còn được một cái Skylam block. Ở đây là cái gì vậy? Máu hả? Máu thì thôi. Không cần thiết. Đổ cái khối này ra. Công thức của cái machine frame thì dễ rồi. Và ngoại trừ em này còn một cái nữa là cái builder. Cái builder đâu? Đây, builder. Công thức của builder cần có gạch hai cục. Và bấm lại builder coi. Đây là một món vô cùng quen thuộc. Tại vì nó sẽ cần phải có để có thể làm được nhiều công việc. Hai cái paper sugar cane. Hết trơn nữa rồi. Hiểu rồi đó. Bây giờ thì mình vẫn chưa có thời gian để đi trồng sugar cane ha. Cho nên ta vẫn cứ đập cái này thôi. Hột giống nhiều quá để làm gì. Đập thôi chứ làm gì nữa. Rồi chắc chắn là mình sẽ giải quyết những cái chuyện đó sớm thôi. Trong một thời điểm gần nhất. Rồi ta quăng cái này vô. Làm công thức này. Shape car. Cái này là để xây dựng ha. Còn nếu mà muốn có thể đào bới được á, phải nâng cấp nó lên. Nó sẽ biến thành công thức này. Quarry shape car. Rồi bên đây. Hết nham thạch. Chờ tới mai luôn, chưa thấy chuyện gì xảy ra hết trơn hết á. Lấy một cái xô nham thạch xuống. Nham thạch đối với mình bây giờ là thoải mái, không có gì khó khăn. Đổ cho đầy luôn đi. Mà chạy được nhiêu đó rồi đó. Chúng ta sẽ làm một cái cây có fortune hay là sự may mắn á. Mà có sự may mắn là có thể đập được nhiều hơn. May mắn lên cấp độ 3 càng tốt. Rồi bây giờ ta lấy em này ra trước. Builder. Đập ra một cái, gắn xuống đây. Rồi kiểm tra. Ta có thể mở lên. Nó không có thể hiện ra cái hình gì hết à.
Nó không thể hiện ra hình gì. Ấm vô đây. Ủa kỳ vậy? Ấm này lên coi một cái. À, tại vì nó nhỏ quá cho nên ta chưa thấy. Giờ coi 51, 51, 51 thôi. Và bao nhiêu đây? 25 đi. Bottom dome solid hollow. Đâu? Coi cái coi. Đó, ra rồi. Ủa gì vậy? Trên đó xuất hiện quái hả? Nhanh vậy, nhanh vậy. Rồi bấm cái mấy em rớt xuống hết. Bye bye. Ở dơi một đống luôn kìa. À. Vừa làm cái dơi một cái đống luôn. Có con dơi mắc lòi hả? Dơi gì đây? Dơi đội nón. Có người dơi không? Có dơi đội nón. Dơi dơi này chơi mặt nạ nữa. Vui thiệt là vui luôn. Sáng rồi. Coi lại. Bấm cái coi. Tình hình sao? Quái xuất hiện không? Vẫn xuất hiện. Vụ này ngộ ha. Tại vì theo mình nhớ là những cái khối này á, nó không có xuất hiện quái. Và đây là cái mà giúp cho mình có thể xây dựng được thoải mái. Ta không có cần tốn quá nhiều công sức. Nhưng mà tập hợp một đống con quái ở dưới luôn rồi đó. Cái sàn vậy thì còn hơi bị nhỏ. Ta tiễn mấy em đó lên đường. Giờ cái sàn cái này là đường kính nè. Đường kính này, đường kính bao nhiêu đây? Giờ 71 đi. 71 coi thử coi. 71, 25, 51. Nó không có thể hiện cái hình ở trong đây ha. Tại vì mình nhớ bình thường nó sẽ có cái hình nó hiện trong này để mình nhìn mình biết được chỗ đó nó ra làm sao. Còn bây giờ mình nhìn vô mình không biết cái gì chỏng trơn hết á. Nhìn có vẻ cũng ok. Cũng bự, cũng ok nè. Rồi để bay lên cái coi. Nhưng mà nó vẫn chưa được như ý lắm. Chơi tới bến luôn. Chưa được như ý là tại vì nó còn nhỏ á. 125 đi. Và thử 125 ra làm sao. Đang tính cái số lượng những cái khối vật liệu xây dựng mà mình cần á. Ta mở lên lần nữa. Wow, 125. Bao bự luôn. Nó chưa lót ra. 125 là bao hết nguyên khu này luôn nè các bạn. Rồi và xuống bên dưới này là sẽ có rất là nhiều chỗ ha. Tính ra 125 thì tới đây vẫn còn lót. Có vẻ như 125 sẽ được. Chúng ta đứng ở ngay cái ô này là ô trung tâm nè. Ở đây là chuẩn bị để xây dựng á. Thì cái này ta chỉ cần cung cấp vật liệu xây dựng, kích hoạt điện, cho thêm tín hiệu bắt đầu xây là ok luôn, xong xuôi luôn á. Bên trong đó là có quái, cho nên ta cần phải có những cái sự chuẩn bị trước ha. Cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ cần phải làm một cái mega torch. Thì mega torch là gì? Thì trong những tập trước mình cũng có làm một cây. Bây giờ mình cần phải có một cái cây pickaxe hay là một cây cuốc chim trước đã. Cây cuốc chim đã xong. Tháo xuống. Chạy qua bên đây ráp lại. Bỏ vô. Lấy xuống một cái. Thì cái việc mà nâng cấp looting thì chúng ta đã thấy rồi ha. Thì fortune nó có khác gì looting hay không? Đâu fortune đâu. Hay là may mắn nói chung. À bây giờ như nó đâu có còn chia ra nữa đâu. Tiêu kỳ. Lucky đúng rồi. Nó không có còn chia ra nữa. Hồi trước nó có riêng nhưng mà bây giờ cũng xài chung. Cũng gọi là chung thôi. Luck thôi. Ta cần có cornflower, hai cái lapis và copper đồng á. Đồng chỉ còn một thỏi. Còn một thỏi đồng bự bự bên kia. Ngọc lưu ly dư xăng. Hai cái cục này và cái bông. Có bông luôn, chắc chắn. Giờ đồng đây. Đồng mình có nhiều lắm. Một đống luôn á. Thoải mái. Vô trong đây. Gắn cái cây này lên, gắn đồ chơi vô. Cứ bỏ vô thôi. Đủ số lượng là nâng cấp. Và tất nhiên là chúng ta sẽ có một cái upgrade. À, một cái upgrade. Giờ vô cái lắc rồi. Giờ còn ba cái upgrade. Cái tiếp ta cần gì? Cấp độ kế tiếp. Đâu, cấp độ kế tiếp. Ta sẽ cần phải có golden carrot, gold, ender pearl, golden carrot. Bấm công thức này cho nhanh ha. Pen hai củ với lại gì nữa vàng 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 vàng
Đây là cấp độ 2. Cho lên từ từ. Để vô. Để vô. Và lên. Golden Carrot một cái. Đây là cấp độ 2 rồi. Và Luckiest đâu? Nghĩa là may mắn nhất. May mắn nhất cần phải có Rapid Food. Giờ phải kiếm được bé thỏ. Có chịu hồi được bé thỏ không? Cái này cần phải có cấp độ trước thì mới có cấp độ sau. Nên tag Rose Gold. Đó là lý do vì sao mà chúng ta dừng lại ngay thời điểm đó. Khi mà mình up được cái cây kiếm lên á. Nhưng mà bây giờ chuyển sang cây này rồi. Xịn luôn rồi. Vậy là cần phải có bé thỏ. Có cái búp bê của bé thỏ không? Rapid Dawn. Coi bộ không có. À, có. Thỏ bên kia. Thỏ bên này nè. Rồi giờ xử mấy con này một cái. Là có thỏ liền gì? Ui da. Mời xuất hiện. Đâu? Xuất hiện ra thêm coi. Giờ phải dọn hết cái mớ này đi mới được. Ui da. Ra con gì vậy? Con gà, con gì tùm lum hết trơn nè, thấy không? Ra tùm lum con hết. Nhưng mà không thấy con thỏ. Có con mèo nữa. Thỏ đâu? Thỏ ơi. Mèo đâu? Thôi tiễn mèo lên đường luôn. Nói chung là đủ thứ con hết á. Ở đây nó xuất hiện hoài à. Nó không bao giờ dừng lại hết trơn hết á. Cho nên ta thoải mái ha. Có con gì nhỏ nhỏ nè à? Vừa lấy. Vừa đụng vô lấy mất tiêu luôn. Rồi mấy con này cho đi luôn. Lại là cù. Thôi cái này để từ từ mình kiếm sau đi. Bây giờ cấp độ này chúng ta cũng đã có thể xài được rồi. Cho nên ta sẽ kiếm sau. Thôi kiếm này dục bỏ đi. Thịt gì này nọ. Nấu lên thì nấu. Lấy cây này nha. Cây này cấp độ 2 thôi. Và ta sẽ được 6 cục. Cũng ok. Khi có nâng cấp, những cái máy của bên RF Tool sẽ chạy nhanh hơn. Và bây giờ ta làm cái machine infuser. Thiếu kim cương. Thiếu thiếu rồi. Có cái gì nấu được không? Efficiency beheading venom. Tại sao lại thiếu kim cương? Trong đây có thêm kim cương chưa? Chưa có thêm kim cương. Chắc phải trồng kim cương luôn quá. Trồng kim cương là không sợ thiếu. Rồi vô đây, vô đây. Giờ mấy cái này vẫn cho xử lý. Ở bên đây Netherite là bao la rồi đó. Không lo lắng gì hết ha. Đã có thêm kim cương. Lấy xuống chạy qua bển. Nhanh chóng làm cái máy infuser liền luôn. Pen nó đây. Rồi và bản thân cái máy này chúng ta có thể infuse nó lên được luôn á. Giờ để làm thêm cái nữa đi. Ít nhất phải có 2 cái. Để giúp cho cái quá trình infuse nó nhanh hơn ha. Đi kiếm đường điện coi. Điện đâu? Một cái. Đập này ra. Để chỗ khác. Hot launcher. Tối không? Không tối là ok nha. Rồi bỏ vô. Mà khoan. Lấy này ra chứ. Bây giờ mình sẽ phải tốn cũng hơi bị nhiều. Theo mình nhớ là cỡ 2 stack. Nhớ là 2 stack. Để được 100% á. Nhưng mà cái đó là lâu rồi. Như vậy là chúng ta sẽ phải tốn nhiều hơn nữa. Chứ phải là 2 stack nè. Ok luôn. Bây giờ đâu có thiếu. Một đống luôn. Lấy ra đây. Là một cái chỗ 3x3. Xong rồi kéo cây này lên cái. Hết rồi. Quất. Con chân nó xuống. Được nhiêu? Một đống liền. Và trong này có không vậy? Có một miếng, có một miếng. Còn 4 cục trong đây. Xong cái đầu tiên 100%. Và tốn cũng hơi bị nhiều á. Thì infusion ở đây là sẽ giảm lượng điện tiêu thụ. Đập ra. Này 100% đúng không? Mình sẽ infuse cái này lên 100% luôn. Còn cái máy này chúng ta cũng đập ra luôn. Ủa sao nó còn gì dưới đây vậy? Hả? Chọn nó luôn đi. Sao mà còn ở đó được? Chọn hết. Ta lấy cái builder ở dưới rồi. Đập ra cái nó rớt xuống đây luôn nè. Hello. Đưa cái này đây cho tôi. Và bỏ vô chổng. Thì infuse nó được cái gì? Nó sẽ giảm lượng điện tiêu thụ và tăng tốc độ. Thì tùy máy ha. Nói chung á là giảm lượng điện tiêu thụ là quá tốt. Và cộng với tăng tốc độ là tuyệt vời.
Giờ mình sẽ cần phải có thêm một cái mớ Dimensional Shack nữa. Thì Dimensional Shack qua bên The End nhiều lắm. Qua bên đó tha hồ, thoải mái luôn. Không có gì khó khăn hết trơn hết á. Đã nâng cấp xong, bây giờ 100%. Giờ tới lượt nâng cấp em này luôn. Để có hai cái máy nâng cấp. Và gắn cái này xuống. Bây giờ mình chưa sử dụng này đâu. Giờ chúng ta coi trước để biết thôi. Tại vì mình sẽ cần phải tính toán thêm nhiêu đây là có đủ hay chưa nữa. Nếu không đủ thì mình sẽ cần phải mở rộng hơn nữa ha. Cái lại ta phải coi á, nó phải làm sao nó hài hòa nữa kìa. Nhìn cái cục này nó bự nhưng mà nó xuống hơi thấp. Ủa mà xuống nhiêu vậy ta? Để ta coi lại lần nữa. Nãy là mình chọn 50 đúng không? Tao vô đây coi. 71 luôn. 71 mà thấy xuống vẫn hơi thấp ha. 95 thử coi. 95 thì phải tắt một cái, mở lại một cái. Ở bên dưới nó sẽ bự hơn. Đó. Xuống dưới. Ok, nhìn vậy thấy vừa mắt hơn nè. Ở đây thì ta xuống âm bao nhiêu vậy? Ủa sao xuống dưới âm? À y. Coi lộn số. À y mười mấy luôn. Ngay tại đây là y mười mấy luôn nè. Vui. Ủa mà cái này nó nằm ngay tâm không? Cái này nằm là tâm. Cái tâm nằm đâu đó quanh đây nè. Ok rồi. Nói chung là ổn rồi. Và xây dựng cái khối cầu. Cái này là cái phân nửa này nè. Thì cái đó để sau ha. Giờ chưa có quyết định là sẽ xây như thế nào. Cho nên mình sẽ để ở đó trước. Giờ mấy em quái rớt xuống giùm tôi đi. Và 95 tổng cộng là 29.142 nha. Và rỗng ruột ở giữa. Nếu chọn solid thì nó sẽ còn nhiều hơn. Solid là đặc ruột á, holo là rỗng ruột. Giờ cứ để ở đó thôi. Nó chưa có mất hết kìa. Này được không? Vẫn còn luôn. Ôi căng vậy. Rồi, vụ này không vui. Đâu để mình bật lại cái coi. Bật lên lại, lót lên lại. Nó không tắt mình phải tự đi đập nữa đó. Chơi kỳ. Rồi xong luôn. Rồi vụ này không vui thiệt rồi. Không hề vui chút nào hết. Mình đã dọn được một phần. Cái này khổ lắm nha. Nhiều khi á, do chúng ta bấm một cái, nhớ phải tắt cái review trước hay là coi trước á. Nếu không nó sẽ xảy ra cái tình trạng này. Tại vì do quá nhiều khối nó lót ra, thành ra cái phần RF tool nó không có dọn đi luôn. Nó chừa lại xong nó quất lên tiếp nữa. Cái chuyện này là vô cùng đau đớn luôn á. Ê, có con lam đỏ kìa. Sao nó màu đỏ vậy? Đâu rồi, bé này màu đỏ. Red Choo Choo. Ở dễ thương ta. Lấy mẫu liền. Red Choo Choo đúng không? Chính xác, Red Choo Choo DNA. Rồi bé này rớt ra được Red Choo Shelly. Và còn đây là Rin Choo Choo. À cứ tưởng là bé kẹo dẻo xanh không à. Lấy mẫu luôn. Cảm ơn nha. Còn gì nữa không? Dạ còn trên kia thôi. Nói chung là còn những cái cục đó thôi. Cục dưới này á, thì dễ xử lý lắm. Chỉ cần ăn đồ ăn vô, lấy đồ ăn xuống và đập. Rồi khi đang đập thì nhớ ăn thêm đồ ăn nếu mà cảm thấy đói bụng. Giờ mình sẽ cần phải dọn hết cái khu này trước. Cái này rút kinh nghiệm. Trước khi chúng ta mở lên thì chúng ta sẽ cần phải có cái backup. Để lỡ có chuyện giống vậy lót ngược lại backup cho nhanh. Và có con yellow chu chu kìa. Chơi luôn. Đi lên trển. Lấy thêm một cái tâm bông nữa. Quáp đâu. Tâm bông. Hết nữa. Sao mà hết gỗ đâu. Gỗ bao la mà. Nó kêu là slammy. Ủa kỳ vậy ta. À, mình nhớ là có bỏ slammy good vô mà. Kỳ vậy. Có cái gỗ gì đó. Gỗ tinh cơ đúng rồi. Nè. Nó kêu là cái gì. Green headlock. À ha. Nó không phải là kêu cái gỗ bình thường. Thì miễn sao là nó có gỗ là được. Nó cũng là một loại gỗ thôi. Chứ nó cũng không là gì đặc biệt lắm đâu. Mấy cái mob swap này thì chúng ta sẽ giữ lên. Để lỡ có cần cái con gì đó thì có chơi luôn. Rồi bé kia đâu. Đi rồi. Bé đó đi spawn mất rồi. Giờ mình sẽ xử lý cái vụ này một cái. Thiệt là đau đớn quá đi. Sau một hồi dọn dẹp thì tới được chỗ này. Bê ghê luôn á. Đáng lẽ những cái khối này nó không có như vậy đâu.
Rồi đi ra đi mấy đứa. Mấy đứa sẽ được chuẩn bị đi qua một nơi tốt hơn. Ở dưới đó cái nón vua kìa, có cái vương miện kìa. Nãy quên hạ gục con Reaper đó rồi. Lấy cái vương ê đây rồi, đây rồi rồi. Vương miện nè. Cho tôi vương miện cái coi. Rồi để lát nữa tính nha. Giờ lấy vương miện cái đã. Enderman hả em? Bye bye. Đi 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 đi. Thì mình vừa bấm Venmai, mình vừa bấm đồ ăn là mình có thể tiếp tục xử lý mấy cái phần còn sót lại nè. Tới khi nào nó không chạy nữa thì ta ra đây. Lại tiếp tục đập vô ui da mấy con xương này. Bắn hả mấy đứa? Cậy nó đi, lát nữa nó cũng rớt xuống à. Rồi, và vẫn còn giữ được phía bên đây. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Sắp xong rồi. Rồi dừng lại rồi đó. Dừng lại thì bắt đầu đập tiếp. Những khối cuối cùng. Ê, phải có gì kìa? Mini Endertop. Vui 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 vui. Lấy lấy. Cho lấy mẫu em ơi. Endertop. Nhỏ xíu à. Con nhện cần lấy mẫu không? Hình như con nhện lấy mẫu rồi. Endertop. Chém cái rớt ra con Enderman. Nó gọi người lớn ra đó. Ở đó mà kêu người lớn ra hả cưng? Người lớn ra cũng xử nữa. Rồi còn bên đây thôi à, cuối cùng cũng xong. Cái này là bất đắc dĩ ha. Tự dưng phải đi dọn cái chuyện này nữa. Bên dưới đó là mấy con dơi thôi. Chúng ta bay lên trên đây. Ta có thể đi ngủ được rồi đó. Đi ngủ cho nó yên tĩnh luôn. Hỏi còn thấy mấy con quái hay gì đó nữa. Bay lên. Và coi nè. Bé thiên con. Bây giờ nếu đổi cái này thì không còn mắc lòi nữa. Nhưng mà không thấy bé thiên con đâu hết. Ta thấy bé thiên con luôn. Và người mình như con nhím vậy đó. Thôi đổi lại đi. Căn bệnh mắc lòi vẫn vui hơn. Đây là căn bệnh mắc lòi ha. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì mình đã có thêm được những cái máy của Aref Tool. Đó là những cái máy rất là lợi hại luôn. Và tự dưng lại có một cái công chuyện đi dọn dẹp bất đắc dĩ nữa. Còn bây giờ mình sẽ tạm dừng tại đây. Mình là các bạn trong tập kế tiếp. Bye bye.